Hello anh em nhé, lâu lắm rồi em Lộc mới lại làm video quay nhiều đồ quảng cáo đồ như này. Số điện thoại em Lộc đây 0963797736, thì tiện ráp mấy cái củ cho khách. Thì hôm nay em lại cũng review một số đồ của nhà em, nói chung là vẫn làm nhé, làm cho anh em khách quen đấy, chỉ khách quen thì làm, khách mới thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại này cho em đấy. Khách mới thì bây giờ em ở quanh gần đây thì liên hệ cách gửi được thôi, chứ còn em thì không COD nữa, COD như ngày xưa nữa. Đấy, anh em là có nhu cầu được liên hệ trực tiếp số điện thoại đấy. Giới thiệu sơ qua này, cây Utalon này đấy, lắp ráp hoàn thiện xong đây, van bình nó đây đấy, van bình lắp vào nữa, bình đây, bình carbon, bình nhôm có hết nhé. Đấy, bình nhôm được một bình carbon, được giá cả nó sẽ hơn nhau 1 triệu đấy. Bình nhôm lắp vào đây đấy, vẫn đẹp, đi nhờ bình nhôm đít bằng nhé. Đấy, thích lòng đây, lòng xịn cũng có, lòng đẻo cũng có. Nói chung là bảo lòng xịn, lòng đẻo thì gọi là lòng Việt Nam kéo thì gọi là lòng đẻo, lòng xịn thì là lòng của Tây. Nhé, đồ thì đầy đủ, một cây đầy đủ thì bao gồm này, van này, kính này, bình này, bơm này, khung có ruột lòng giảm thanh, tất cả đấy là một cây đầy đủ nhé. Anh em nào muốn biết giá thì liên hệ trực tiếp số điện thoại đây. Đấy, cây bằng gỗ cũng có, bằng nhựa cũng có đây, bằng gỗ đây, gỗ mun đẹp long lanh nhé. Đây anh em này, nhìn cái cành, nhìn cái tem này, em quay này đấy, nói chung là cành xịn, tem đẹp long lanh luôn đấy. Còn bộ ruột thì nó vất chi là ok, đi theo là lúc nào cũng có 2 lò xo, một lò xo ngắn, một lò xo dài để cho anh em mình chơi nhé. Đấy, bộ quy búa thì đập thì không phải nghĩ gì rồi. Đấy, định tâm đấy, có gioăng cao su hết mọi người nhé, định tâm có gioăng cao su cả đấy. Đây là giảm thanh 3 khúc 6 vách đấy, 6 vách của nó đây nhé, 3 khúc 1 2 3, 3 khúc này đập cực êm luôn nhé. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em số điện thoại này để đặt hàng, lúc nào cũng sẵn hàng. Em thì chuyên condo thôi, các dòng khác Benjamin hay các thứ thì em không chuyên, em không không lắp được. Đấy, anh em là có nhu cầu thì liên hệ, thì xong em hỏi được ai em báo sao đấy thì anh em liên hệ trực tiếp. Còn em thì nếu mà riêng về condo thì tất cả condo thì em có thể bao cho các bác căn chỉnh rồi lắp ráp, ok em hỗ trợ được các bác. Còn về các dòng khác thì em chịu thua nhé, chào thua luôn, em không làm, em chuyên về làm về em nghiên cứu chuyên về cái này thì em làm được cái dòng này. Bất cứ lỗi gì thì anh em là có thể là anh em trao đổi, cần hỏi thêm thì gọi điện cho em số điện thoại đây. Còn anh em là có chút kinh nghiệm gì mà muốn trao đổi thêm nữa thì cũng liên hệ cho em đây, nghiên cứu đấy để phát triển. Nói chung là chơi này thì ai cũng cần kinh nghiệm, nó không phải là cái dòng nguyên bản đấy, lắp ráp thì lúc nào cũng có vấn đề này vấn đề kia để căn chỉnh cho nó chuẩn, để chơi một cây súng để lắp ráp nó không được ổn định như một cây nhập, nên là sẽ phải chơi qua nhiều quá trình đấy. Thì anh em là có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại đây cho em. Đấy, đặt hàng thì cũng liên hệ cho em nhé. Rồi. Đấy, số điện thoại của em đây, lúc nào cũng đầy đủ hàng nhé. Này, tem đặt này phải có góc nhìn mới thấy có màu nó chưa. Rồi, chào tất cả anh em nhé.